Đang PC xin chào các bạn. Sau đây đang PC xin giới thiệu các bạn cần ISO quen to. Đây. Đấy, quen to đây. Cần này New NS độ cứng 4, chiều dài 4,5 m. Đấy, quen bát Fuji. Là Fuji. Bát xoắn này đây, chất liệu carbon, carbon, Git, hãng Git sản xuất, chơi gần này. Đốt ngọn này 2,5 l các bạn. Chữ Fuji đây các bạn nhìn này. Các bạn nhìn chữ Fuji này, Fuji. Fuji. Xoắn các bạn nhé, carbon xoắn, xoắn chìm chứ không xoắn nổi lắm. Giúp cho bạn xem chi tiết từng gióng một, chụp ảnh thì không thể rõ được như này. Quay video thì mới rõ này được các bạn. Tiếp. Nhà hơi hẹp nên là thu ngắn từng đoạn một vào để quay cho bạn xem. Còn đến 90% hàng mới. Rất mới, rất đẹp. Fuji ạ. Nó bóng nguyên. Mới đẹp. Đoạn cuối này thì nó ở bên ngoài để ngoài là đang vệ sinh, chưa vệ sinh, chưa bảo dưỡng, lau đây là tem. Đấy, tem xuất Nhật đây các bạn. Vừa rồi Hải đang vệ sinh đã giới thiệu các bạn cần ISO quen to SS độ cứng 4, chiều dài 4,50 m. Hải đang vệ sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Adam Fishing.